Ý là chị nằm chờ ông bé, là chị làm trong trong thời gian chờ bé là chị làm luôn. Không biết làm gì chị đi. Mụn lên sướng gì sợ luôn. Hey. Cô này thì em đau dễ sợ luôn. Em khuyên là nên chạy xe hơn là massage vậy. Vì cái máy nó cũng như massage, chạy nâng cơ. Nay về em làm chậm được mà, chị nặng nhanh nhanh em cứ về làm chậm lại đúng không hề? Nhưng mà có bị chất lượng bị ấy không? Cố gắng em ơi.
xin.